Đồng chí Phan Đức Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh dự lễ kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đông Đa tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung trên núi Dũng Quyết. Chiến thắng Ngọc Hồi Đông Đa vào ngày 5 Tết Kỷ Dậu 1789 là một trong những chiến công vĩ đại và oanh liệt trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Lễ kỷ niệm được tổ chức hàng năm là hoạt động văn hóa ý nghĩa nhằm tri ân công lao to lớn của người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ, đánh tan hơn 20 vạn quân Thanh xâm lược, đồng thời giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí quật cường trong lịch sử, chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Ngay sau lễ kỷ niệm là hoạt động khai bút đầu xuân cùng các phần hội thi, kéo con nam, nữ và các trò chơi dân gian khác.